Chí Anh khoe thiệp cưới của Khánh Thi, Phan Hiển. Kiện tướng nên stalk Chí Anh khoe thiệp cưới của Khánh Thi, Phan Hiển và gửi lời chúc hạnh phúc đến người tình một thời. Khánh Thi, Phan Hiển gửi thiệp mời đến vợ chồng Chí Anh cách đây ít ngày. Khoe ảnh thiệp trên trang cá nhân, kiện tướng nên stalk viết, đợi hơi lâu, nhưng vẫn kịp. Chúc mừng hai bạn. Theo thông tin trên thiệp, hôn lễ của Khánh Thi, Phan Hiển sẽ diễn ra ngày 22 tháng 12 tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Các khách mời được yêu cầu mặc dress code trắng, hồng. Chí Anh có mối quan hệ đặc biệt với vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển. Anh từng là bạn nhảy, người yêu một thời của Khánh Thi, cùng cô đặt nền móng cho dance pop ở Việt Nam. Sau khi hai người đường ai nấy đi, Khánh Thi mới kết hợp với Phan Hiển. Gác lại quá khứ, họ hỗ trợ nhau trên con đường sự nghiệp, cùng đào tạo các tài năng dance pop của Việt Nam. Khánh Thi từng chia sẻ Chí Anh chính là người có công lớn trong thành công của chồng cô, Phan Hiển, tại kỳ SEA Games 31. Tôi biết sẽ rất khó để một người từng là bạn cũ có thể tiếp tục hỗ trợ vợ chồng mình. Câu chuyện của tôi, Phan Hiển và Chí Anh có lẽ đặc biệt, hiếm có. Khánh Thi từng nói về mối quan hệ của vợ chồng cô với Chí Anh. Trong khi đó, Phan Hiển chia sẻ với báo chí rằng Chí Anh là thầy của mình, là người bạn thân thiết của gia đình nên nhất định sẽ mời anh tham dự đám cưới của hai vợ chồng. Ngoài Chí Anh, nhiều bạn bè của Khánh Thi, Phan Hiển cũng nhận được thiệp cưới trước hơn một tháng để tiện sắp xếp công việc. Hiện tại, vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển rất bận rộn khi vừa chuẩn bị cho hôn lễ vừa tham gia, tổ chức một số giải đấu dance sport. Khi góp mặt tại WDSF Superstars Championship 2022 tại Đồng Nai từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11, cặp vợ chồng tranh thủ gửi thiệp mời đến một số bạn bè quốc tế. Đây cũng là giải dance sport quốc tế do Khánh Thi và bà Lady Stay, phu nhân của Chủ tịch Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới, đồng tổ chức. Sau sự kiện này, Phan Hiển sẽ tham gia một số giải đấu tầm cỡ châu lục và thế giới. Phan Hiển nói đám cưới là cách để anh đền bù cho Khánh Thi sau nhiều năm hy sinh mọi thứ vì gia đình, để cô có danh phận như bao phụ nữ. Vợ chồng anh có lần dự định bí mật tổ chức hôn lễ cách đây 2 năm với sự tham dự của gia đình và vài người bạn. Tuy nhiên, một vài vấn đề xảy ra không như ý nên tiệc bị trì hoãn. Thời điểm này, công việc và mọi thứ ổn định nên anh muốn làm lễ cưới để những người thân yêu chung vui với mình. Anh muốn làm đám cưới như một sự kiện tràn ngập niềm vui. Anh đặt hàng nhạc sĩ viết riêng bài hát về đám cưới để tặng vợ. Nhờ đạo diễn Vương Khang giúp dàn dựng sân khấu cho ngày vui, trong khi nhà thiết kế Phạm Đăng Anh thư lo phần trang phục. Dù không có thế mạnh về thanh nhạc, anh vẫn xây dựng vài tiết mục song ca với bà xã bên cạnh các màn dance sport, môn thể thao đã gắn kết họ với nhau.